nghệ thuật Tiki. Hey, chào các bạn nhỏ. Hãy nhìn vào ngôi nhà xinh xắn của chị này. Chúng ta hãy cùng nhau vẽ nhé. Bắt đầu thôi nào. Vẽ một hình tam giác cho mái nhà ngay gần cạnh góc tam giác. Chúng ta hãy vẽ thêm một hình chữ nhật ngay bên dưới như thế này. Vẽ thêm một cánh cửa hình chữ nhật đứng và chiếc tay nắm cửa hình tròn. Ở đây thêm cửa sổ hình vuông với các khung đan chéo nhau như thế này. Tiếp đến chúng mình vẽ thêm một khu vườn nhé. Đó là một cái cây tuyệt đẹp bằng một hình chữ nhật và một hình nón. Thêm một hình tròn ở đây với những tam giác nhỏ xung quanh cho ông mặt trời. Bây giờ thì tô màu thôi. Đầu tiên là màu xanh lá cây cho cái cây đáng yêu của chúng ta. Các em có thấy không? Chỉ cần với những hình dạng khác nhau và đặt tất cả chúng lại là ta đã được một bức tranh tuyệt vời rồi đấy. Tiếp theo sẽ là màu nâu cho phần thân cây. Còn những gì trong khu vườn của chúng ta nhỉ? Đó là những bông hoa và những ngọn cỏ. Bây giờ mình sẽ tô màu đỏ cho mái nhà này. Wow, chị rất thích màu đỏ lấp lánh này cho ngôi nhà của chúng ta đấy. Còn các em thì sao nào? Sắp xong rồi này. Và xong rồi. Tiếp tục với màu vàng cho phần thân chính này. Ngôi nhà đang dần trở nên vàng lấp lánh rồi. Nếu các em muốn, các em có thể vẽ thêm những hình nền cho bức tường nữa đấy, như là đường sọc hay zigzag, hay là những hình xoắn tròn này. Các em cũng có thể vẽ thêm những bông hoa bên cạnh ngôi nhà, hay thậm chí là vẽ những viên gạch và tô cho chúng bằng thật nhiều màu sắc khác nhau. Đây rồi, bây giờ mình sẽ dùng đến màu hồng. Khung cửa màu hồng mới đáng yêu làm sao. Nhưng mỗi khung cửa chúng ta sẽ dùng màu khác nhau nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn màu xanh dương và tô xen kẽ với màu hồng như thế này. Các em có thấy như vậy không? Bây giờ là màu tím cho cánh cửa. Wow, màu sắc yêu thích của chị này. Tô xung quanh nắm cửa, rồi tô từ bên này sang bên kia. Phần tay nắm cửa sẽ là màu xanh lá cây. Đúng rồi. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là ông mặt trời màu vàng nữa. Những tia nắng vàng rực rỡ đang chiếu sáng muôn nơi. Tuyệt vời. Màu vàng ở đây nữa. Wow, trông thật tuyệt vời. Các em có tin được không? Vẽ một bức tranh đơn giản đến như vậy. Giỏi lắm. Đây rồi, chúng ta đã có một ngôi nhà thật là ấm cúng. Xe đạp, này các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học vẽ và tô màu cho chiếc xe đạp yêu thích nhé. Bắt đầu với phần bàn đạp, chúng ta sẽ vẽ phác thảo bằng bút đen, vẽ những đường kẻ và thêm những vòng tròn như thế này. Tiếp tục với nang hoa và tấm chắn bánh xe và vẽ thêm một số chi tiết của khung xe đạp, thêm cái yên xe, rồi đến phần khung phía trước của xe đạp. Giỏi lắm! Tiếp theo là một hình vuông và một hình chữ nhật cho chiếc tay cầm. Các em có biết đi xe đạp không nào? Chị cũng vậy đấy. Bây giờ hãy vẽ thêm ở đây một chiếc giỏ để có thể đựng những đồ chơi của mình vào đó. Và vẽ thêm bánh trước cho xe đạp, cũng giống như bánh xe ở phía sau. Ôi, thật là dễ thương, chị thích chúng. Còn các em thì sao nào? Tiếp đến sẽ là màu tím. Chúng ta sẽ tô luân phiên màu vàng và màu tím nhé các em. Chị nghĩ trông sẽ rất tuyệt vời đấy. Nhưng các em cũng có thể chọn màu sắc mà các em yêu thích. Vậy màu sắc mà các em yêu thích là màu gì nhỉ? Chị thì rất yêu màu tím. Bây giờ chúng mình sẽ tô màu xanh lá cây cho phần lớp xe. Trước tiên là lớp phía sau, bây giờ là cho lớp phía trước. Tiếp theo chúng mình dùng màu hồng để tô cho tấm chắn bánh xe và tô cả cho phần yên xe nữa nhé. Tiếp tục với màu xanh ngọc lam, đó là một màu mà chị vô cùng yêu thích. Chiếc giỏ xe cũng được tô bằng màu xanh ngọc lam nữa. Còn màu đỏ thì cho những chi tiết này, cả bàn đạp nữa. Tiếp đến chúng ta
tô màu bạc một chút ở đây, cả ở đây. Và cho phần khung chính, chúng ta sẽ tô màu vàng rực rỡ nhé. Tô một chút màu nâu, thêm chút màu hồng đào. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là màu vàng cho khung xe đạp để hoàn thành. Thêm chút màu xanh lá cây để hoàn thiện chiếc xe đạp này. Và xong rồi, chiếc xe đạp tuyệt nhất trên toàn thế giới. Nào các em, chúng ta cùng đi dạo thôi. Xin chào các em, chúng ta hãy cùng nhau vẽ đền Taj Mahal nhé. Đây là một trong 7 kỳ quan thế giới đấy các em. Chúng ta cùng bắt đầu với những đỉnh tháp nhé. Thêm một cái ngắn hơn nữa này. Bây giờ là một cái mái vòm. Và tiếp theo là thêm một cái mái vòm trung tâm lớn thật đẹp nữa. Chúng ta sẽ vẽ lặp lại cho phía bên kia của đền nhé. Rất là dễ đúng không nào các em? Tiếp đến hãy vẽ một cổng vòm ở đây. Cùng với những cái cửa sổ, mỗi một bên sẽ có 4 cửa sổ như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cửa sổ nhỏ hơn nhé. Nó trông thật là đẹp đúng không các em? Các em hãy vẽ thêm những cửa sổ trên các tòa tháp nữa nhé. Và đến phần thú vị nhất rồi đây, cùng tô màu nào. Chúng ta sẽ tô màu trắng cho tất cả phần nền nhé. Bởi vì đền Taj Mahal được làm bằng đá cẩm thạch trắng đấy các em. Tiếp tục tô nào. Đã đến lúc chúng ta thêm những chi tiết ở đây. Các em hãy dùng màu xám nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ những đường ngang như thế này. Bây giờ các em hãy tô màu cho tất cả những cái cửa sổ đi nào. Tô kín cả cổng vòm nữa. Chúng ta đang làm rất tốt đấy.
Và bây giờ là những nét cuối cùng cho mái vòm lớn vô cùng xinh đẹp. Thế là xong rồi. Đây rồi, ngôi đền Taj Mahal thật tráng lệ. Xin chào các em, hãy cùng nhau vẽ thôi nào. Vẽ một chú bò con trong phòng tắm nhé các em. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ chú bò con với khuôn mặt của chú này và một nụ cười thật dễ thương nữa. Thêm cả những cái đốm của chú bò ở đây, trông mới tuyệt làm sao. Tiếp đến chúng ta vẽ thêm những cái chân cho chú bò nữa nhé. Vẽ thêm cho người bạn đáng yêu của chúng ta một cái bồn tắm nữa này. Bạn ấy sẽ cần đến một chiếc bàn chải để tắm, phải không nào? Thêm cả một chú vịt con ở đây nữa, thật là đáng yêu đúng không các em? Chúng ta sắp hoàn thành rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ những cái chai nhé. Và bây giờ chúng ta tô màu thôi nào. Màu vàng cho khuôn mặt của chú bò này. Cho chú vịt con. Và cho cả những cái chai nữa nhé. Màu đỏ thì cho lưỡi. Tiếp đến là sừng và bàn chải. Các em hãy tô màu đỏ cho cả những chi tiết nhỏ ở đây nữa nhé. Bây giờ thì thêm màu xanh da trời nào. Đến những cái đốm chúng ta sẽ tô bằng màu đen. Các em có nghĩ vậy không? Các em ơi, chúng ta đã gần hoàn thành rồi đấy. Tiếp tục với màu xám cho bồn tắm nào. Và màu xanh dương cho tấm thảm nữa. Các em nhìn này, phòng tắm của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Chúc các em học vẽ thật là vui nhé. Các em ơi, hãy cùng nhau vẽ một đoàn tàu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với những đường ray xe lửa, rồi tiếp đến là đoàn tàu của chúng ta. Thêm những chiếc đèn pha và cả những chiếc cửa sổ ở đây nữa. Các em ơi, cùng hoàn thành phần còn lại của đoàn tàu nào. Rất đơn giản đúng không nào? Các em chỉ cần vẽ như thế này thôi. Vẽ những chiếc cửa sổ này và cả những chi tiết nhỏ ở đây để hoàn thiện đoàn tàu nhé các em.
đã đến lúc tô màu rồi. Bắt đầu với màu nâu. Bây giờ thì thêm một chút màu xanh da trời ở đây. Màu hồng thì cho phần đầu và phần hông tàu nhé. Đoàn tàu của chúng ta đang dần trở nên thật tuyệt đấy. Chút màu vàng để đoàn tàu trông thật vui nhộn và tươi sáng nữa. Những chiếc cửa sổ này chúng ta sẽ tô bằng màu xanh lam nhé các em. Còn ở chỗ này, chúng ta thêm chút màu da, trông sẽ thật tuyệt vời. Hãy nhanh chóng tô lên nào các em. Và cuối cùng là màu xanh dương. Vậy là đoàn tàu của chúng ta đã được hoàn thành rồi. Hy vọng các em đã học vẽ thật vui nhé. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.